Salve, va. Xung quanh ướt hết. Chào các bạn nha. Đây là thác Tắc Tình nha. Một cái thác rất là đẹp ở trên Lai Châu, Sơn La.
tất cả mọi người lên đến bãi cất. Trời hôm nay quá đẹp, trời nắng trong xanh. Đây là bãi cất. Rất chúc mừng phi công 3 vòng. Chạy mạnh lên chị, lại để dù rơi bẩn. Rồi, chúc mừng phi công Trưng đã 3 vòng ăn giải nhá. Số 10 chẳng đi. Không, không, không. Từ từ, ra cất cánh không? Chuẩn bị thôi. Nhìn gió nhá. Cứ bình tĩnh anh em ạ, đợi gió đây. Nói chuẩn bị là để trên kia nó ba đạo cất cánh liên tục. Gió đẹp đấy anh ạ. Về gần quá tranh chấp nhau. Có gió đấy, gãy lên rồi. Cứ bình tĩnh. Hello, xin chào tất cả mọi người. Đây là mình đã đến được bãi hạ. Đấy, tất cả phi công buổi chiều ra bãi hạ. Hôm nay nắng rất đẹp, trời xanh, mây trắng nắng vàng. Tất cả anh em phi công đã ra sân bãi để test thử sân bãi. Đây là bãi hạ nhá. Còn trên đỉnh núi kia là bãi